Xin chào các bạn, Samsung Galaxy S7 vừa mới ra mắt vào đêm hôm qua và nó gần như là một cái bản nâng cấp hoàn hảo của Galaxy S6. Qua những thông số và những hình ảnh mà các bạn được nhìn ở trên mạng thì hôm nay mình sẽ tổng hợp lại để so sánh chiếc Samsung Galaxy S7 này với cả chiếc iPhone 6S, một cái thiết bị chạy hệ điều hành iOS hàng đầu bây giờ, để xem là cái thiết bị nào sẽ có cái ưu thế hơn nhé. Đầu tiên, nếu mà xét về cấu hình, nếu mà các bạn chỉ để ý về thông số cấu hình thôi thì model của Samsung sẽ vượt trội so với cả iPhone 6S khi mà nó sở hữu mức RAM lên đến 4GB thay vì 2GB RAM trên chiếc iPhone 6S, và chip xử lý của nó cũng là Exynos 8890 hoặc sẽ có tuyển chọn là Snapdragon 820 thay vì con chip F39 như là trên iPhone 6S. Tất nhiên là về hiệu năng thì cần phải có một bài so sánh hiệu năng thực tế giữa hai con chip này, bởi vì là hệ điều hành iOS như các bạn đã biết nó được tối ưu hóa rất là tốt cho cái phần cứng cũng như là phần mềm. Còn về thời lượng pin thì Samsung Galaxy S7 cũng gần như là gấp rưỡi iPhone 6S khi mà nó sở hữu viên pin lên đến 3000 mAh so với chỉ hơn 1700 mAh trên iPhone 6S. Tiếp theo là về màn hình thì Samsung Galaxy S7 được trang bị một màn hình với kích thước là 5,1 inch, rộng hơn iPhone 6S có màn hình là 4,7 inch. Tuy nhiên, kích thước smartphone của Samsung lại không lớn hơn quá nhiều so với cả iPhone 6S do viền của Samsung Galaxy S7 được làm cực kỳ mỏng. Màn hình của Samsung Galaxy S7 chiếm tới 72,1% ở mặt trước, trong khi đó ở iPhone 6S chỉ là 65,6% mà thôi. Ngoài ra thì màn hình của Samsung Galaxy S7 cũng sẽ cho độ phân giải cao gấp đôi iPhone 6S khi mà nó đạt chuẩn 2K thay vì Retina 720p trên iPhone 6S. Mật độ điểm ảnh của Galaxy S7 cực kỳ khủng khiếp, lên tới 577 PPI. Nên là khi mà các bạn dùng với cả kính thực tế ảo VR của Samsung thì sẽ đem lại cái cảm giác sắc nét hơn là của đối thủ. Tuy nhiên, model của Apple lại có cái công nghệ cảm ứng lực 3D Touch, trong khi Galaxy S7 chỉ có thêm cái tính năng màn hình luôn sáng Always Display On. Về thiết kế thì Samsung Galaxy S7 sẽ có chất liệu kính kết hợp với cả kim loại, trong khi Apple thì chỉ sử dụng chất liệu kim loại mà thôi. Model của Samsung thì trông bóng bẩy và bắt mắt hơn, tuy nhiên là sẽ để lại vấn đề là rất là bám mồ hôi vân tay. Còn trên iPhone 6S thì bạn hoàn toàn không thấy cái điều này. Nói chung là về độ đẹp thì cá nhân mình thì mình vẫn thích Samsung Galaxy S7 hơn. Còn tất nhiên là với nhiều người thì iPhone vẫn là một cái chuẩn mực gì đấy về thiết kế. Độ đẹp và xấu thì tùy vào mắt của mỗi người thôi. Còn về cái cảm giác cầm nắm sử dụng thì mình nghĩ là Samsung Galaxy S7 sẽ cho cái cảm giác cầm nắm cực kỳ chắc chắn và ôm tay hơn là iPhone 6S cũng như là Galaxy S6, bởi vì mặt lưng kính của Galaxy S7 nó đã được vuốt cong giống như kiểu là Galaxy Note 5 rồi. Ngoài ra về các tính năng khác thì mẫu Galaxy đời mới của Samsung đã có thêm khả năng chống nước và chống bụi với tiêu chuẩn IP68, cho phép máy chịu nước tới 30 phút ở độ sâu 1,5m. Trong khi đó thì Apple iPhone 6S chưa được Apple công bố cái khả năng chống nước. Tất nhiên là ở trên mạng thì các bạn có thể nhìn thấy là có khá là nhiều video chứng minh rằng là iPhone 6S có khả năng chống nước, tuy nhiên là nhà sản xuất chưa công bố cái tính năng này. Ngoài ra ở mặt thiết kế thì cái cách bố trí cổng kết nối ở cả hai máy cũng không giống nhau, kể cả về cổng sạc này, tai nghe. Về thời lượng pin thì với dung lượng pin thấp thì iPhone 6S sẽ cho cái độ mỏng và nhẹ hơn là Galaxy S7. Ở iPhone 6S chúng ta sẽ có một trọng lượng là 143g và độ dày chỉ là 7,1mm so với cả 152g và độ dày là 7,9mm trên smartphone của Samsung. Tiếp theo là đến camera. Ở trên Samsung Galaxy S7 thì cụm camera chỉ còn nhô ra khoảng 0,46mm nhưng mà vẫn được Samsung trang bị cho cái ống kính chống rung quang học OIS. Và Galaxy S7 cũng là smartphone sở hữu cái ống kính có khẩu độ lớn nhất trên thế giới với khẩu độ mở là f/1.7. Trong khi đó, ống kính của iPhone 6S là f/2.2. Cả hai smartphone cao cấp của hai nhà sản xuất này thì đều được trang bị một camera với độ phân giải là 12 megapixel. Trong khi trên iPhone 6S có cái tính năng Live Photo cho phép chụp ảnh động thì model mới của Samsung lại gây ấn tượng ở khả năng chụp ảnh tốt hơn và tốc độ bắt nét cực kỳ nhanh. Cảm biến ảnh ở trên Samsung Galaxy S7 cũng lớn hơn cảm biến ảnh ở trên iPhone 6S. Ngoài ra thì Samsung cũng đã đem lại khe cắm thẻ nhớ cho Galaxy S7 và hỗ trợ thẻ nhớ lên đến tối đa 128GB. Thẻ nhớ của Samsung Galaxy S7 sẽ được đặt chung với cả khay SIM ở phía trên đỉnh của máy và máy sẽ có một là tùy chọn 2 SIM, hai là tùy chọn 1 SIM và 1 thẻ nhớ. Trong khi đó ở iPhone thì Apple vẫn trung thành với 3 tùy chọn bộ như sau là 16, 64 và 128GB, hoàn toàn không có thẻ nhớ. Như vậy là chúng ta vừa mới điểm qua những điểm khác nhau giữa Samsung Galaxy S7 và iPhone 6S. Các bạn cảm thấy thích thú với sản phẩm nào hơn? Xin hãy comment bình luận ở phía dưới video. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi.